Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe 12V 250W động cơ có giảm tốc, dành cho các bạn có nhu cầu chế cái xe điện cho các bé chơi. Tải trọng thì tùy theo cái tỷ số truyền này các bạn làm và đường kính bánh xe nữa, nó sẽ dao động từ 100 đến 200 kg hoặc là 50 kg tùy theo tốc độ. Ví dụ tỷ số truyền giảm nhiều lần từ cái này ra nhông sau ấy, thì nó sẽ ra một cái lực tải là khác nhau và trọng lượng cái xe, đường kính bánh xe. Nhưng mà mình có thể ướm cho các bạn là khoảng 100 đến 200 kg và chắc chắn là nó sẽ khỏe hơn cái xe vỏ nhựa các bạn đang chạy trên thị trường ấy. Đây là một bộ chân ga. Chân ga này thì dành cho các cái bé lớn lớn một chút, khoảng 3 tuổi đến 12 tuổi là có thể sử dụng được. Cái chân ga này thì bộ có ổ khóa, tất cả bên em sẽ đấu lối sẵn cho khách hàng như trong video này. Tay đảo chiều có số mo tiến lùi và số giữa là số mo dừng. Cái động cơ này thì nhông 9 răng. Cái nhông 9 răng này có thể nắp vừa xích xe đạp và vừa xích xe máy, cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng nhông xích phổ thông có sẵn trên thị trường như nhông xe máy cho nó thoải mái. Có thể xin được những dòng nhông xích cũ. Bộ điều khiển này thì mình nắp hẳn cho các bạn cái loại 500W nhé. Đấy, nó có thể 500W luôn, rất là khỏe, chứ không phải là 250W như động cơ nhé. Điều khiển 500W luôn đấy nhé. Đấy, điều khiển 500W. Ổ khóa này, có cả ổ khóa này, dây nguồn này. Đấy, tốc độ động cơ đầu ra là 330 vòng trên phút nhé. Các bạn có thể tính toán và tính tốc độ để ra cái tốc độ của xe. Đối với trẻ con thì chỉ cần làm tốc độ khoảng 5 đến 8 km/h là được. Vì xe trẻ chơi thì không nên làm nhanh, nó nguy hiểm và nó cũng nhanh quá thì nó yếu xe. Thì cái tốc độ thì có thể tính được bằng số vòng quay trên phút nhân với lại chu vi bánh xe và nhân với lại 60, thì nó sẽ ra được cái km/h. Đấy, ví dụ như 300 vòng này nhân với chu vi bánh xe là 1 m này. Đấy, nhân với 60 phút này là ra km/h. Các bạn nhé, chia cho 1000 là ra km/h. Đấy, thì các bạn có nhu cầu đặt cái bộ này thì xin liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.